Tử vi về ngày 22 tháng 1 âm lịch Nhâm Tý. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Hôm nay mời anh chị và các bạn hãy cùng theo dõi về phần luận giải chi tiết về tử vi của 12 con giáp trong ngày 22 tháng 1 năm 2021 âm lịch với sự tư vấn từ thầy Gia Cát và các thầy trong Hiệp hội Phong thủy Việt. Vậy trong ngày hôm nay, 12 con giáp sẽ đón vận trình ngày mới như thế nào? Công danh, sự nghiệp, gia đạo, sức khỏe sẽ ra sao? Con giáp nào sẽ gặp may mắn? Con giáp nào sẽ gặp xui xẻo? Các con giáp cần làm gì để có một ngày hanh thông, thuận lợi và may mắn? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Và nhân dịp năm mới, kênh Phong Thủy Gia Cát kính chúc quý vị an khang, thịnh vượng, gặt hái được nhiều thành công và tài lộc. Để ủng hộ cho chương trình, quý vị hãy nhấn theo dõi kênh, sau đó nhấn vào tín hiệu chuông ở phía dưới màn hình để luôn cập nhật được những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập của chương trình. Đặc biệt, trong tháng này, thầy Gia Cát sẽ nhận tư vấn hoàn toàn miễn phí tại văn phòng công ty Phong Thủy Lộc Tài về các vấn đề như tử vi, phong thủy, mua mã âm trạch, xây nhà, sửa nhà hay cưới hỏi. Để có thể được tư vấn miễn phí, quý anh chị hãy liên hệ đặt lịch theo số điện thoại đang được hiển thị trên màn hình. Tổng quan về ngày 22 tháng 1 âm lịch năm Tân Sửu. Ngày 22 tháng 1 năm 2021 âm lịch, từ ngày 5 tháng 3 năm 2021 dương lịch, là ngày Nhâm Tý, tháng Canh Dần, năm Tân Sửu. Ngày này có nạp âm là Tang Trám Mộc. Ngày Nhâm Tý thuộc hành Mộc, khắc hành Thổ. Đặc biệt là tuổi Canh Ngọ, Mậu Thân, Bính Thìn thuộc hành Thổ, không sợ Mộc. Ngày Tý lục hợp Sửu, tam hợp Thìn và thân thành Thủy Cục. Xung Mọ, xung Ngọ, hình Mão, hại Mùi, phá Dậu, tuyệt Tỵ. Các tuổi bị xung khắc với ngày là tuổi Giáp Ngọ, tuổi Canh Ngọ, tuổi Bính Tuất và tuổi Bính Thìn. Các công việc nên làm trong ngày có thể kể đến như động thổ, đắp nền, thờ cúng, cầu thầy, chữa bệnh, xả tang hay khởi công. Ngoài ra, còn có các việc không nên làm như cưới xin, tranh đấu kiện tụng, khởi dựng nhà cửa. Trên đây là một số thông tin của ngày 22 tháng 1 âm lịch năm 2021. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang được hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí tổng quan tử vi 12 con giáp ngày 22 tháng 1 âm lịch. Thứ nhất, tuổi Tý. Tý Dương Thủy gặp Nhâm Dương Thủy là tỷ kiên, nghĩa là được sự trợ giúp, hỗ trợ từ những người thân, anh em của mình. Trong ngày này, nếu gia chủ gặp phải những vấn đề khó giải quyết hoặc không giải quyết được, hãy nhớ mình vẫn còn có những người thân xung quanh mình để tìm sự giúp đỡ, hóa nguy thành an, hóa hung thành cát. Trong ngày có cát tinh, tướng tinh đóng mệnh là sao tốt, biểu tượng cho quyền lực, có tài lãnh đạo, có uy quyền với quần hung. Vì vậy, trong ngày này, bản mệnh nên nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Tuy nhiên, bản mệnh cần chú ý hung tinh kình dương chủ về tai họa, thương tật chiếu mệnh, nên gia chủ tuổi Tý
cần chú ý những lời mời, nhờ vả liên quan đến giấy tờ. Đồng thời cũng không đứng ra vay mượn hay ký nhận, tránh những tranh cãi không đáng có liên quan đến pháp luật. Bên cạnh đó, để đường công danh, tài lộc được thuận lợi, các gia chủ tuổi Tý nên sử dụng vật phẩm phong thủy, tam giác khai vận, Thân, Tý, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát. Thứ hai, tuổi Sửu. Sửu âm thổ gặp nhâm dương thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Sửu cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. May mắn trong ngày còn có kim dư đóng mệnh, đây là cát tinh phú quý. Trong ngày này sẽ có nhiều tài lộc, quý nhân đến với những người tuổi Sửu. Năm nay là một năm rất gian nan, vất vả của những gia chủ tuổi Sửu. Chính vì thế, bản mệnh nên chọn cho mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo. Vật phẩm là pháp khí của nhà Phật, được ra đời trên nền tảng chắt lọc những tinh hoa, trường khí tốt, giúp vạn sự hanh thông, tốt lành. Đồng thời, đây cũng là vật phẩm hỗ trợ kích đào hoa, tình duyên hiệu quả cho các gia chủ tuổi Sửu. Thứ ba, tuổi Dần. Dần dương mộc gặp nhâm dương thủy là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Dần nếu có cơ hội nên chủ động và chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Trong ngày còn có cát tinh là văn xương quý nhân đóng mệnh, đem lại những may mắn trong công việc, học hành của gia chủ tuổi Dần. Khuyên gia chủ tuổi Dần hãy mang theo bên mình pháp khí nhà Phật, Bát Bảo, Tâm Kinh để hóa giải thị phi và xung khắc giữa các con giáp, từ đó cải mệnh, tăng phúc, tăng cường vận khí và chiêu tài lộc cho bản mệnh. Đồng thời, pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân, tương trợ và giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công. Thứ tư, tuổi Mão. Mão âm mộc gặp nhâm dương thủy là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng, nuôi dưỡng. Đây là ngày cát lành cho những gia chủ tuổi Mão. Nếu có cơ hội tốt, bản mệnh cần phải nắm bắt, hẳn sẽ có được tài lộc, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Bên cạnh đó, trong ngày còn có các thần, thiên ất, quý nhân đóng mệnh. Đây là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh, sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng, khí vượng. Vậy nên, gia chủ tuổi Mão hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận, Hợi, Mão, Mùi để cân bằng ngũ hành, giúp các bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ năm, tuổi Thìn. Thìn dương thổ gặp nhâm dương thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Thìn sẽ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết với bạn đời. Ngoài ra, còn có phúc tinh và tướng tinh giáng chiếu, cho nên trong ngày nhâm tí, bản mệnh có thể xem xét tiến hành các công việc quan trọng nhưng vẫn cần chú ý, nhất là những việc liên quan tới vấn đề giấy tờ. Bạn cần nắm bắt cơ hội để đạt được những sự thăng tiến mong muốn trong công việc. Đặc biệt trong năm 2021, tuổi Thìn nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu thái tuế đường đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Thìn sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví luôn mang theo bên mình để có thể hóa giải. Thứ sáu, tuổi Tỵ. Tỵ âm họa gặp nhâm dương thủy là chính quan, nghĩa là thân bị khắc. Trong ngày này, những người tuổi Tỵ cần chú ý lời ăn tiếng nói, cẩn thận những thị phi từ miệng mà ra. May mắn trong ngày có hai cát tinh là thiên ất và thái cực, đem lại may mắn, tài lộc cho gia chủ tuổi Tỵ.
Thiên Ất Quý Nhân đồng mệnh là ngôi sao may mắn. Nếu có ngôi sao này trong mệnh sẽ có được vinh hoa, phú quý, mệnh thăng khí vượng. Còn Thái Cực là ngôi sao chủ về thông minh, ham học. Cho nên trong ngày này, bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội thể hiện được tài năng, nhiệt huyết của mình trong công việc để đạt được những thành quả đáng mong muốn. Trong thời điểm này, người tuổi Tỵ hãy sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để hóa giải hung họa, chiêu quý nhân giúp đỡ và tương trợ trong công việc hay cuộc sống. Thứ bảy, tuổi Ngọ. Ngọ Dương Hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là thất sát. Trong ngày này, các gia chủ tuổi Ngọ nên cẩn trọng, chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện, bản mệnh nên bình tĩnh, đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Bên cạnh đó, người tuổi Ngọ cần sử dụng vật phẩm phong thủy tam giác khai vận Dần, Ngọ, Tuất để vận trình công việc, tình duyên, tài lộc, sức khỏe được hanh thông, thuận lợi. Thứ 8, tuổi Mùi. Mùi âm hỏa gặp Nhâm Dương Thủy là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Mùi cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình. Tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Ngoài ra, gia chủ cũng nên cần chú ý tới vấn đề sức khỏe. Do ngày này có nạp âm là hỏa nên cần chú ý nhiều về vấn đề các bệnh liên quan tới đường hô hấp. Bên cạnh đó, có các thần là cốt ấn giáng chiếu. Thần sát này chủ về quan vận, nên những gia chủ tuổi Mùi nếu như đang theo con đường quan trường sẽ có được những trợ giúp rất lớn. Nếu có những cơ hội tốt, gia chủ nên nắm bắt để có những bước tiến tốt hơn. Đặc biệt, để không bị tiểu nhân ám hại, cản con đường công danh, sự nghiệp và tài lộc, những gia chủ tuổi Mùi nên mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Pháp khí có tác dụng kích con đường công danh và tài lộc hiệu quả, giúp các gia chủ chớp thời cơ, nắm cơ hội thành công. Thứ 9, tuổi Thân. Thân Dương Kim gặp Nhâm Dương Thủy là thực thần, nghĩa là thân bị sinh xuất tiết, mất khí. Nên trong ngày này, các gia chủ tuổi Thân cần hết sức chú ý và cẩn thận. May mắn trong ngày còn có các tinh Thái Cực và đường tinh chiếu mệnh, đem lại những may mắn và cơ hội cho gia chủ. Trong thời điểm này, người tuổi Thân nên sử dụng pháp khí phong thủy tam giác khai vận Thân, Tý, Thìn của kênh phong thủy Gia Cát để kỵ tà, hóa sát, tăng may mắn, bình an cho gia chủ. 10. Tuổi Dậu. Dậu âm kim gặp Nhâm Dương Thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Dậu trong ngày này, cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Đồng thời, gia chủ tuổi Dậu nên mang theo bên mình vòng tam giác khai vận Tỵ, Dậu, Sửu để cho công việc được hanh thông, mọi điều đều gặp may mắn. 11. Tuổi Tuất. Tuất Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là thiên tài, nghĩa là bị thân khắc. Trong ngày này, những gia chủ tuổi Tuất sẽ dễ có được tài lộc, công việc và sự nghiệp cũng có tiến triển tốt. Nhưng trong vấn đề tình cảm, tình duyên, nếu không cẩn thận sẽ xảy ra tranh chấp, cãi vã không cần thiết đối với bạn đời. Đặc biệt, trong năm 2021, tuổi Tuất nằm trong bộ tứ hành xung Thìn, Tuất, Sửu, Mùi nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ tất hữu họa, ý chỉ thái tuế đào đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ nên sử dụng vật phẩm phong thủy, kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. 12. Tuổi Hợi. Hợi Dương Thổ gặp Nhâm Dương Thủy là kiếp tài, nghĩa là ngang bằng đối với bản thân. Đối với các gia chủ tuổi Hợi trong ngày hôm nay, nên chú ý nhiều về những mối quan hệ thân thiết xung quanh mình. Bản mệnh nên có những cách ứng xử hợp lý để giải quyết, tránh xung đột để ảnh hưởng tới tình cảm gia đình.
May mắn trong ngày còn có cát tinh thiên lộc đóng mệnh. Đây là một cát tinh đem đến tài lộc, tiền bạc và những may mắn. Cho nên bản mệnh cần nắm bắt các cơ hội để phát triển bản thân. Trong thời điểm này, gia chủ tuổi Hợi luôn mang kim bài thái tuế bên mình để tăng thêm may mắn, tài lộc. Trên đây, kênh Phong Thủy Sa Cát đã trao đổi với anh chị về tử vi chi tiết ngày 22 tháng 1 năm 2021 âm lịch của 12 con giáp. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, anh chị có thể áp dụng tránh hung, hóa cát để lộ trình công việc ngày hôm nay được thuận lợi và suôn sẻ nhất. Quý anh chị đừng ngần ngại bày tỏ những quan điểm và cảm xúc của mình ở phần dưới bình luận. Hãy đưa ra những ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn để đưa đến quý vị và các bạn những video hay nhất. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn quý anh chị đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Chúc quý vị và các bạn gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.